Chào buổi chiều hay là buổi sáng tốt lành. Tôi không biết bắt đầu từ thời điểm nào vì chúng ta có thể ở các múi giờ khác nhau. Nhưng tôi rất vui khi được nói chuyện với các bạn ở đây trong studio của dự án Zand. Tôi đang ngồi đây với người trợ lý dịu dàng của tôi là Nadezhda và xin nói thẳng với các bạn là buổi hội thảo này với cái tên mà các bạn đã nhìn thấy nó làm tôi cảm thấy ái ngại đến nỗi có lẽ gần nửa đêm tôi mất ngủ và nghĩ cách làm cho nó ít nhất có thể dễ hiểu và thú vị hơn đối với các bạn. Vấn đề là thế này, trong công nghệ nói chung và trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có những ngành ứng dụng kém may mắn và ít hạnh phúc. Đó là phương pháp tính toán thiết kế, phương pháp luận của các ràng buộc kỹ thuật. Nó chạy ở đâu đó ngoài cọc mốc của con đường và không rõ bằng cách nào nó đi chệch khỏi con đường này và tại sao bỗng nhiên lại đem lại kết quả. Tôi cho rằng một trong những lĩnh vực may mắn và không thành công như vậy chính là lĩnh vực liên quan đến tính toán điện trở núi đất. Chuyện là thế này, các truyền thống sinh ra ở đây dẫn đến một điều là các điện cực núi đất nằm trong đất vì một lý do nào đó. Từ trước đây rất lâu, khoảng 100 năm trước, bắt đầu được xem xét như các điện cực song song của một mạch điện. Việc tính toán điện trở núi đất này lại vì lý do không xác định nào đó cố gắng đưa về tính toán các nhánh song song trong mạch điện, cho rằng mỗi điện cực có một điện trở núi đất cụ thể nào đó và tổng thể chúng bằng cách nào đó lại phải hoạt động song song. Thực tế là điều đó không phải như vậy. Ta có thể thấy rõ ngay từ bản vẽ đơn giản đang ở trước mặt các bạn. Bởi vì trong một mạch điện, các phần tử được coi là song song nếu điểm đầu được nối với nhau và điểm cuối của chúng được nối với nhau. Nhưng ở các điện cực núi đất, phần đầu được nối với nhau nhưng phần cuối thì không. Và mỗi điện cực này tham gia vào quá trình phân tán dòng điện vào trong lòng đất theo một cách độc lập, mặc dù nó tương tác với tất cả các điện cực khác. Lý thuyết về kết nối song song và nối tiếp của các phần tử một mạch điện hoàn toàn không liên quan đến điều đó, không chính thức, cũng không thực tế chút nào. Khi phát hiện ra tất cả không phải là như vậy, người ta bắt đầu đưa ra tất cả các loại hệ số hiệu chỉnh mà gọi là hệ số sử dụng. Và chuyện biết lúc sử dụng các hệ số hiệu chỉnh này vẫn tồn tại từ bấy đến giờ, mặc dù nó đã không thể và cũng sẽ không đem lại bất cứ điều gì tốt đẹp. Tính toán điện trở núi đất là gì? Về mặt hình thức, đây hoàn toàn là một bài tập tính toán điện trường và bất kỳ nỗ lực nào để giải nó theo một cách nào đó nói chung đều dẫn đến sự nhầm lẫn hoặc kết quả không chính xác. Họ cần phải sử dụng một loạt các bảng hiệu chỉnh về hệ số. Hôm nay, tôi muốn trình bày với các bạn, người kỹ sư hiện đại nên giải quyết nhiệm vụ như vậy như thế nào. Khi họ có trong tay công nghệ máy tính hiện đại, và nói chung, họ biết mình cần phải làm gì. Tôi sẽ cố gắng làm điều đó tốt nhất theo khả năng của mình. Mặc dù tôi hiểu rất rõ rằng sẽ tốt hơn nếu tiến hành một cuộc thuyết trình trực tiếp về vấn đề như vậy. Có một tấm bảng ở trước mặt các bạn mà trên đó có thể viết ra các công thức và các mối liên hệ cơ bản. Nếu chúng ta nói về lý thuyết tính toán điện trở núi đất, thì lý thuyết này đã được phát triển đầy đủ và trọn vẹn. Điều này đã được thực hiện khoảng một thế kỷ trước, vì lý thuyết tính toán trường
của dòng điện một chiều hay là dòng điện biến thiên chậm hoàn toàn phù hợp với lý thuyết trường tĩnh điện. Sự tương tự ở đây là tuyệt đối đầy đủ. Điện tích tương tự như dòng điện. Hằng số điện môi của môi trường nó tương tự độ dẫn điện hoặc tương tự như là 1 chia cho điện trở xuất của đất. Còn đối với điện áp thì nó ở cả hai trường hợp đều vẫn là điện áp. Vì lý do này, tất cả các mối quan hệ khác được sử dụng trong lý thuyết trường tĩnh điện, tất cả không có ngoại lệ, đều hoạt động trong lý thuyết trường của dòng điện một chiều và xác định bởi điện trở nối đất. Đặc biệt, cơ sở của tất cả các tính toán trong lý thuyết trường tĩnh điện là thế năng của một điểm nào đó tính từ điện tích quy mà được biết trong công thức từ thời học phổ thông. Thì trong lý thuyết trường của dòng điện một chiều có một sự tương tự hoàn toàn như vậy. Chỉ thay vào vị trí điện tích là sự hiện diện dòng điện và thay vào chỗ hằng số điện môi epsilon bằng 1 chia cho rho là độ dẫn điện của đất. Và tất cả các tỷ lệ có ở đây chúng đều hoạt động tốt. Trước hết, nguyên tắc chồng chất hoạt động, mà theo đó một trong môi trường tuyến tính điện trường từ tổng có các điện tích là tổng các trường bởi mỗi điện tích riêng biệt. Theo lý thuyết tương tự như vậy, điện thế từ một dòng điện nào đó cấu thành từ tổng các dòng điện là tổng các điện thế từ mỗi dòng điện riêng biệt. Và cuối cùng, phương pháp gương phản xạ hoạt động cho phép loại bỏ ranh giới giữa hai môi trường có hằng số điện môi khác nhau. Nó hoạt động trong môi trường điện môi hoàn toàn cũng tương tự được hoạt động trong đất khi bạn có một loại đất có điện trở xuất rho 1 và một loại đất khác có điện trở xuất rho 2. Đặc biệt, sự phản xạ này cũng hoạt động trong cả trường hợp môi trường thứ hai là không khí có điện trở xuất cao vô cùng. Trong trường hợp này, công thức hiển hiện ở đây cho thấy rằng bạn nhận được hệ số phản xạ chính xác bằng 1. Và điều này có nghĩa là để xóa ranh giới giữa lớp đất này và lớp đất khác, cần dòng điện phản xạ hoàn toàn không thay đổi độ lớn và không thay đổi hướng của nó. Nếu bạn gộp tất cả những điều này lại với nhau, bạn sẽ có được điều sau đây. Hóa ra là nếu bạn lấy một cuốn sổ tay về cách tính cảm ứng điện thì bất cứ công thức nào trong cuốn sổ tay đó không chỉ phù hợp để tính toán điện dung chất điện môi nói chung mà còn thích hợp để tính toán điện trở nối đất. Chỉ có một việc cần làm là cần thay đổi hằng số điện môi epsilon bằng 1 chia cho điện trở xuất của đất. Và công thức sẽ cho bạn kết quả không phải điện trở nối đất của, mà là độ dẫn của đất. Và để nhận được điện trở, cần phải lấy 1 chia cho giá trị này. Nói cho cùng, ý tưởng của tất cả các phép tính toán hiện có nó là như vậy. Và có lẽ không cần nói về nó nếu không vì tồn tại một hoàn cảnh. Hoàn cảnh đó là thế này. Khi bạn vào xem sách tham khảo tính toán điện dung thì các cấu trúc kỹ thuật ở đó tính toán theo kiểu truyền thống. Chúng ít giống với các điện cực nối đất mà chúng ta dùng để tính toán hay tiếp điện tăng cường của cột thu lôi hay để tính toán nối đất công nghệ khác. Kết cấu của chúng ta là kết cấu nối đất. Chúng phức tạp hơn nhiều và chứa số thành phần lớn hơn nhiều.
Chính vì lẽ đó mà chúng ta không nên thực sự dựa vào sổ tay tính toán nhiệt dung, mà hãy dựa vào chính bản thân mình. Vì vậy, dẫn đến việc bếp núc cho các phép tính toán. Việc bếp núc này hoàn toàn là hình thức. Căn bếp mà thuật toán tính toán được xây dựng trên đó xác định dễ dàng và rất giản đơn. Hãy giả thiết rằng bạn có một thiết bị nối đất bao gồm số điện cực. Bạn đưa dòng điện vào hệ thống này và hãy tính toán điện áp xuất hiện trên nối đất. Nếu bạn chia điện áp này cho dòng điện chạy ra từ nối đất, bạn sẽ có điện trở nối đất. Vậy thôi. Bài toán bản thân nó dẫn đến một điều, đó là lấy và tính toán điện áp trên nơi đất từ dòng điện chạy qua các định cực của nó. Đây là những gì cần làm. Tính toán như thế nào? Tất cả tính toán mà tôi sẽ nói đến, chúng được tiến hành trong môi trường tuyến tính. Và bởi vì rằng chúng được tiến hành trong một môi trường tuyến tính, sẽ tồn tại mối liên hệ đơn giản giữa dòng điện và điện thế sinh ra bởi dòng điện này. Mối liên hệ này được biểu thị qua hệ số mà trong trường hợp của tôi, nó đây, nó là hệ số alpha này, mà nó liên hệ điện thế trên nối đất với dòng điện chạy trên từng điện cực cụ thể. Và nếu tôi biết thành phần điện thế này cho mỗi dây dẫn nằm trong đất, và tôi biết dòng điện chạy qua dây dẫn này, thì tôi có tổng các tích số này. Đây. Và số lượng các số hạng trong tổng này đúng bằng số lượng các định cực tôi có. Nó sẽ bằng điện áp mà lúc này vẫn còn là ẩn số. Nếu bạn xem xét có bao nhiêu ẩn số mà bạn có, thì thấy ẩn số là dòng điện trên từng điện cực. Ngoài ra, ẩn số còn là điện áp do tất cả các điện cực này tạo thành. Do đó, số lượng ẩn số mà tôi sẽ có sẽ nhiều hơn số phương trình một ẩn số. Vì vậy, để đóng hệ phương trình này, cần phải nhớ một điều rằng, theo định luật thứ nhất của Kirchhoff, tổng của tất cả các dòng điện chạy qua toàn bộ các điện cực nối đất sẽ bằng dòng điện mà tôi đưa vào điện cực nối đất. Bây giờ, hệ phương trình này đã đóng. Hệ phương trình này, nếu tôi giải hệ phương trình, thì tôi sẽ nhận được kết quả sẽ cho tôi tất cả các dòng điện trong các điện cực nối đất. Sẽ cho điện áp trên các điện cực này. Và nếu tôi đem điện áp chia cho dòng điện mà tôi coi là giá trị ban đầu, tôi có thể đưa ra bất kỳ, dù là một, tôi sẽ nhận được điện trở nối đất. Nghĩa là bài toán đi đến giải một hệ phương trình đại số tuyến tính và số lượng các phương trình này bằng số lượng các điện cực nối đất tôi có trong mình, cộng thêm một phương trình nữa. Nghĩa là, nói chung, chúng ta đang nói về một số lượng khá lớn các phương trình. Thật vậy, đối với các máy tính hiện đại, đây không phải là vấn đề. Chương trình để giải hệ phương trình tồn tại giống như bất kỳ chương trình điển hình nào. Ở đâu cũng có, ngay cả trong MATLAB. Câu hỏi nằm trong vấn đề khác, làm thế nào để tính đúng và gọn các hệ số điện thế này? Và bản chất của vấn đề là việc tính toán các hệ số điện thế. Ở đây,
Có một tình huống khá dễ chịu liên quan đến vấn đề thế này. Các điện cực của mà chúng ta làm việc với chúng được lắp đặt trong hệ thống nuôi đất theo quy luật có cùng chủng loại. Đây hoặc là những cọc có chiều dài lớn hơn nhiều so với đường kính của chúng. Hoặc thanh dẹt cũng giống như thế, có chiều dài lớn hơn nhiều so với chiều ngang của nó. Và do đó, tính hệ số điện thế cho một vật dẫn có chiều dài L và có bán kính nhỏ hơn so với chiều dài của nó. Bạn có thể sử dụng nguyên tắc chồng chất thực hiện một phép tính đơn giản được đưa ra ở đây trên hình vẽ này. Kết quả nhận được một biểu thức liên kết dòng điện chạy qua một phần tử như vậy và điện áp tại điểm R do chính dòng điện này tạo ra. Biểu thức này hoàn toàn mẫu mực và điển hình. Nói chung, nó phù hợp với bất kỳ dây dẫn kéo dài nào, cho bất kỳ dây dẫn nào bạn thích. Và đối với một điểm được tính toán, bất kỳ điểm nào cũng phù hợp. Và cá biệt, nó phù hợp với một điểm nằm trên bề mặt của chính vật dẫn. Và nếu tôi tìm thấy điện áp trên bề mặt của vật dẫn này, tức là ở đây, trên bề mặt đó, tôi sẽ tìm thấy điện áp trên dây dẫn này, và nếu tôi chia điện áp này cho dòng điện thì tôi sẽ nhận được biểu thức cho điện chẩm nuôi đất của một dây dẫn dài như vậy. Ở đây, lấy làm ví dụ, biểu thức này được viết cho một môi trường đồng nhất không giới hạn, nơi mà không có ranh giới giữa không khí và mặt đất. Ranh giới này ở rất xa. Đây là điển hình. Nếu tôi chia biểu thức này cho dòng điện, nghĩa là loại bỏ dòng điện khỏi tử số, thì tôi nhận được điện trở nuôi đất cho một thanh dẫn đơn trong đất đồng nhất. Toàn bộ phương pháp luận đã được đưa ra, về cơ bản không cần đòi hỏi gì khác. Chỉ cần sử dụng chính công thức đó của hệ số điện thế mà tôi đã viết. Chỉ cần viết hệ phương trình này và giải hệ phương trình này bằng bất kỳ máy tính nào ở chỗ bạn có là được. Tiếp theo, tất cả những gì tôi sẽ trình bày đều liên quan đến việc làm thế nào để đơn giản hóa các phép tính. Do gặp lỗi trên máy chủ nên chúng ta bị mất hình và tiếng cùng một lúc. Thế đấy, phát sinh câu hỏi thứ nhất, nó như thế này. Tôi đã đưa ra cho các bạn biểu thức đối với hệ số điện thế hoạt động cho bất kỳ lớp đất nào hoặc bất kỳ thanh tiết điện nào được chôn trong đất. Hỏi rằng lời giải viết ở đó chính xác được bao nhiêu? Vấn đề là ở đây, lời giải thu được với giả thiết rằng mật độ dòng điện chạy từ thanh này vào đất hoàn toàn không thay đổi dọc theo toàn bộ chiều dài của thanh. Nói chung, đây là một sự gượng gạo, bởi vì trên thực tế, nếu tôi lấy một thanh và tính toán chính xác cách dòng điện chạy ra từ nó, thì đây là những gì sẽ xảy ra. Trên phần lớn chiều dài của nó, dòng điện chạy ra từ thanh gần như giống nhau. Còn đối với ở đầu thanh này và ở đầu thanh kia, thì ở đây dòng điện hoàn toàn không ổn định. Mật độ của nó càng lớn khi càng về gần cuối thanh. Kết quả là sự phân bổ của dòng điện dọc theo thanh không đồng đều, như được đưa ra trên hình vẽ. Ở đây là một đường đen như vậy. Và câu hỏi đặt ra là, thay vì sự phân bổ như vậy, có thể lấy giá trị trung bình không? Kết quả tính toán chính xác trên máy tính cho thấy rằng
sai số. Từ sự đơn giản hóa như vậy là hoàn toàn không đáng kể. Các bạn hãy xem, ở đây phép tính này được thực hiện cho trường hợp lý tưởng và phép tính được thực hiện cho trường hợp lấy giá trị trung bình. Biên độ sai số chỉ là 5%. Sai số 5% là một sai số có thể bỏ qua khi thực hiện bất kỳ các tính toán kỹ thuật nào. Và do đó, có thể cho rằng đối với bất kỳ thanh nào bạn muốn, dù là 10m, dù là 15m, thậm chí là thanh 20m mà bạn đặt vào trong lòng đất, bạn có thể coi rằng mật độ dòng điện của bạn sẽ như nhau trên toàn bộ chiều dài. Mật độ dòng điện như vậy chạy vào lòng đất và do đó có thể sử dụng hệ số mà tôi đã đưa ra cho bạn làm hệ số điện thế. Bây giờ, làm thế nào để hình dung việc tính toán mà một kỹ sư phải làm khi trong tay có một chiếc máy tính và anh ta muốn tính toán định cực nối đất mà anh ta cần thiết kế? Việc đầu tiên, anh ta cần bắt đầu là nhập tọa độ tất cả các định cực của hệ thống nối đất này. Khi làm việc này, có thể xác định tọa độ từ bất kỳ điểm tính toán nào trong bất kỳ hệ tọa độ nào. Nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Khi mà bạn nhập các tọa độ, thì sau khi bạn nhập xong tọa độ của điểm đầu và điểm cuối của tất cả các định cực, sẽ tự động nhận được chiều dài của các định cực đó. Còn bán kính của định cực sẽ do bạn lựa chọn và sau đó tính toán hệ số điện thế. Đối với dòng điện bản thân của từng định cực, hệ số điện thế sẽ như sau. Công thức thứ nhất. Còn đối với tất cả các dòng điện phụ cận, nó sẽ như thế này. Công thức thứ hai. Trong đó, tất cả các kích thước hình học là kích thước của đầu và cuối của bất cứ điện cực nào. R là khoảng cách giữa điện cực mà bạn có và điện cực mà bạn tính điện thế. Còn rho là điện trở xuất của đất. Khi bạn đã làm xong tất cả những việc này, bạn sẽ nhận được hệ phương trình mà tôi đã nói đến. Hệ phương trình như thế này. Và một phương trình bổ sung cho dòng điện, khi bạn giải các phương trình cùng nhau, bạn sẽ tìm được điện áp chưa biết. Chia cho dòng điện mà bạn đã tính sẽ nhận được kết quả. Hệ phương trình như thế nào sẽ nhận được đối với các phương án thực tế? Đối với các phương án thực tế, bạn sẽ nhận được hệ phương trình như thế này. Tôi lấy mảnh tiếp địa của một nhà máy tốt hoặc của trạm biến áp. Nó dài khoảng 250m và rộng khoảng 250m. Và trong mảnh tiếp địa này có các ô lưới hình vuông có bước lưới 10m. Khi đó, số lượng điện cực mà tôi nhận được ở đâu đó khoảng 800 điện cực. Và các phương trình cần giải là 800 phương trình. Cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian cho một máy tính cá nhân đơn giản? Khoảng 20 giây. Sau 20 giây, tôi nhận được kết quả. Vậy là xong. Nói chung, nếu nói theo lương tâm, không còn gì nữa. Trong trường hợp như vậy, có vẻ như là hội thảo cần được kết thúc chăng? Nhưng mà còn chuyện thế này, khi mà ta muốn bằng cách nào đó đơn giản hóa tình huống và luôn luôn muốn xem xét các bước mà giúp ta có thể đưa ra các đánh giá, và tôi muốn xem xét các bước này và chỉ ra cho các bạn cách bạn có thể nhận được. Có lẽ những công thức tính toán mà nói chung chúng ta đã rất quen thuộc. Phương án đầu tiên mà tôi muốn xem xét như thế này.
Hình chiếu của điện cực từ bề mặt mặt đất, hình bên trái, chiều dài L. Trong trường hợp này tiến hành như thế nào? Và chúng ta tiến hành rất đơn giản để bỏ ranh giới này và coi là điện cực nằm trong đất đồng nhất và không có không khí ở bên trên. Cần phản chiếu điện cực với hệ số phản xạ như thế này. Nếu tính đến điện trở xuất của không khí lớn vô cùng, thì hệ số này bằng 1. Khi đó, bạn nhận được một điện cực có chiều dài gấp đôi. Và như thế này, mà phải được thay vào công thức đã được dẫn ra ở phía trước. Và thay vào chỉ còn một thứ duy nhất, thay cho chiều dài thực tế, ta thay vào chiều dài vừa nhận được. Mà ta nhận được chiều dài tăng gấp đôi, tức là thay vì L cần thay thế 2L. Nếu tôi thay nó vào đây dưới logarit và thay nó vào mẫu số thì tôi nhận được biểu thức như thế này, công thức bên dưới. Thực ra không còn số 2 nữa. Bây giờ số 2 này lấy từ đâu? Số 2 này lấy từ đây này. Thật vậy, trên thực tế không phải toàn bộ điện cực làm việc mà chỉ là một nửa của nó, và do đó điện trở nơi đất sẽ cao gấp đôi so với giá trị mà công thức cho. Điều này được đưa vào công thức ở đây, xuất hiện một công thức như thế này mà nói hiển diện không có ngoại lệ trong tất cả các sách về điện trở nơi đất mà hiển diện không giải thích là xuất xứ từ đâu. Tiếp theo, điều quan trọng hơn xảy ra trong thực tế. Điện cực được đóng thẳng đứng vào đất không phải từ mặt đất, mà được đóng vào trong hào rãnh ở độ sâu H. Khi đó, sự phản xạ xảy ra như thế này. Đây là điện cực thực tế, và đây là điện cực được phản chiếu để loại bỏ ranh giới này, và nó nằm cách xa nhau ở độ cao gấp đôi H. Tất cả các công thức tiếp tục hoạt động như vậy, tất cả đều như trước. Điện áp bản thân nó như thế nào thì vẫn như thế, nó đây. Và cần bổ sung điện thế từ điện cực phản chiếu, lưu ý rằng khoảng cách giữa điểm bắt đầu của cọc này đến điểm này nó bằng giá trị như thế này, nó đây. Và khoảng cách giữa điểm này và điểm được tính toán thực tế của điện cực thực tế, nó đây. Đây là hình học đơn giản. Kết quả nhận được điện áp đầy đủ là tổng điện áp do dòng điện bản thân cọc và điện áp từ dòng điện phản xạ. Điện áp đầy đủ này được viết ở đây. Còn lại, ta chia điện áp đầy đủ cho dòng điện sẽ nhận được biểu thức của điện trở nơi đất. Biểu thức này cho điện trở nơi đất được tôi cố ý viết ra dưới dạng mà nó thường được viết trong sách tham khảo. Ở đó họ sử dụng giá trị như thế này, đưa vào tham số tính toán T bằng chiều dài chia đôi cộng với chiều số H này, nhận được biểu thức tính toán như thế này và luôn có trong tất cả các sách tham khảo. Bây giờ có thể thực hiện một thao tác tương tự. Nếu bạn có một thanh ngang chôn sâu trong đất với chiều dài L, đây là thanh có chiều dài L ở độ sâu H, đây là điện áp từ dòng điện riêng của thanh ngang này, và đây là điện áp từ dòng điện thanh ngang phản chiếu. Nếu tôi gộp chúng lại với nhau thì nhận được một biểu thức như vậy. Chỉ cần rút gọn thuật toán, đó là các công thức nhận được bằng cách đơn giản nhất nằm trong các sách tham khảo. Nếu bạn chỉ nhớ hai điều, hãy nhớ biểu thức cho hệ số điện thế và nhớ biểu thức cho dòng điện phản chiếu. Mà trong trường hợp khi phản chiếu dòng điện này trong không khí
phản chiếu xảy ra với hệ số hiệu chỉnh bằng 1. Bây giờ câu hỏi là như thế này. Hãy tưởng tượng rằng bạn có một số điện cực được phân bố không quá xa nhau. Ví dụ, tôi vẽ ra tình huống đơn giản nhất. Nó là đây. Khi tôi có 3 điện cực trong đất đồng nhất, để cho đơn giản sẽ không có ranh giới nào. Và các điện cực này nằm ở các đỉnh của một tam giác đều. Mỗi điện cực bây giờ đối xứng với tất cả các điện cực khác. Do đó, không cần thiết phải giải bài toán về dòng điện ở đây. Dòng điện chạy ra từ các điện cực với sự đối xứng hoàn toàn của chúng sẽ được phân bổ đều giữa 3 điện cực. Và từ mỗi điện cực sẽ lan truyền thành 3 dòng điện. Tôi lại muốn xem xét điện trở với đất sẽ như thế nào trong trường hợp này. Khi tôi có 3 điện cực hoạt động. Lại một lần nữa, điện thế bởi dòng điện riêng của một điện cực được xác định bằng biểu thức như thế này. Còn điện thế từ các điện cực lân cận được xác định bằng biểu thức như thế này. Trong đó, ở chỗ khoảng cách R, ở đây thay bằng khoảng cách D này. Nếu tôi cộng hai giá trị này và nhân đôi điện thế này, vì có hai điện cực liền kề như vậy, tôi sẽ nhận được biểu thức mà tôi viết ra ở phía dưới. Đối với tôi bây giờ, rất quan trọng là phải làm điều sau. So sánh biểu thức mà tôi đã viết ra ở bên dưới và nói cho tôi điện trở nối đất thực tế của hệ thống này với điện trở mà tôi có thể nhận được nếu tôi giả thiết rằng mỗi điện cực như thể song song sẽ hoạt động như điện cực độc lập, thì khi đó điện trở nối đất của tôi sẽ nhỏ hơn 3 lần so với một điện cực đơn độc. Và đây là biểu thức thứ hai. Bây giờ nếu tôi chia biểu thức thứ nhất cho biểu thức này, công thức thứ nhất cho công thức thứ hai, thì tôi nhận được hệ số sử dụng đáng ghét ấy mà xuất hiện trong tất cả các cuốn sách. Hãy xem tôi nhận được cái gì. Hệ số sử dụng này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các điện cực và tính toán mà tôi đã thực hiện. Nói như thế này, chiều dài của các điện cực là 10 mét, bán kính của các điện cực là 10 mm và khoảng cách giữa các điện cực được thay đổi. Và khoảng cách này càng ngắn thì tỷ lệ sử dụng càng giảm. Với khoảng cách ở mức 1 mét, hệ số sử dụng này ở đâu đó bằng 0,6. Nói cách khác, tôi phải lấy một con số, sau đó nếu sẽ chia nó cho hệ số sử dụng. Trong kết quả, giá trị được tính sẽ tăng gấp đôi. Hỏi rằng nếu tôi dự định một tính toán nào đó và sau đó đưa vào phép tính này một sự hiệu chỉnh làm thay đổi giá trị tính toán lên gấp đôi, thì sẽ phát sinh một câu hỏi hợp lý rằng vậy thì tôi tính toán cái gì? Hóa ra là tôi tính toán không thành thạo lắm và không đúng lắm. Nhưng đặc biệt quan trọng là điều như thế này. Khi khoảng cách giữa các nơi đất và các điện cực là rất nhỏ, chẳng hạn là mức 10 cm, từ đâu lấy được những khoảng cách như vậy? Nói chung, có lẽ không có ai, không có một kỹ sư nào ngốc nghếch đến thế mà lại đem đóng những cây cọc xuống đất cách nhau 10 cm. Đúng, không có ai như vậy. Nhưng mà bạn lại có cốt thép của móng, trong đó các thanh cốt thép được sử dụng làm tiếp địa. Theo luật pháp nước Nga của chúng ta, cốt thép móng được sử dụng làm điện cực nối đất, và đây là phương pháp điển hình tiêu chuẩn.
Và trong phương pháp điển hình tiêu chuẩn này làm ra điều như sau. Trong cơ sở của phương pháp này có một công trình nghiên cứu rất lớn của Viện Nghiên cứu Bê tông Cốt thép mà cho thấy bê tông khi nằm trong lòng đất sẽ hút ẩm và sau một thời gian nhất định bê tông sẽ không khác đất ở bất kỳ phương diện nào ở tại nơi nó nằm đó. Và điều đó có nghĩa là bạn có các khanh cốt thép nằm trong bê tông này ở một khoảng cách đâu đó ở mức vài chục cm. Nếu bạn lấy giá trị đó và tính toán hệ số sử dụng cho trường hợp như vậy. Còn tôi đã tính, ví dụ, cho trường hợp thế này. Các thanh cốt thép có chiều dài 10m, bán kính của chúng là 1cm và khoảng cách giữa các thanh này ở đâu đó ở mức 10cm. Thì hệ số sử dụng nhận được nó sẽ ở mức ở đâu đó khoảng 0,25. Và hóa ra là kết quả mà bạn nhận được sẽ cần phải hiệu chỉnh nhiều hơn 2 lần. Nhưng điều thú vị là đây. Điều thú vị thế này. Tôi thực hiện phép tính với khoảng cách giữa các thanh là 10cm. 3 thanh. Tôi đã tính toán điện trở dưới đất một cách chính xác. Tôi nhận được giá trị như thế này. Hệ số như thế cần phải nhân với điện trở xuất của đất. Còn bây giờ tôi đưa ra câu hỏi như thế này. Bán kính của thanh đó phải là bao nhiêu mà tôi sẽ thay thế cho tất cả 3 thanh điện cực để nhận được một giá trị đúng bằng giá trị đó. Tôi giải bài toán này, nó được giải một cách đơn giản và bán kính nhận được trong trường hợp này là 4,6cm. Nhưng 4,6cm là gì? Và đây hóa ra là bán kính của hình tròn mà trên đó các thanh này đứng ở một góc 120 độ. Và nhận được một điều như thế này. Hóa ra là các thanh cốt thép được bố trí với bất kỳ số lượng nào có bước như nhau trên một vòng tròn cho trước. Có thể được thay thế bằng một thanh duy nhất có bán kính bằng giá trị này. Công thức cuối cùng. Công thức này mà tôi đã viết ở đây và tương ứng 1:1 với công thức tính bán kính tương đương của một bó dây phân nhánh được sử dụng trên đường dây điện để tính điện dung. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải lo lắng về một tính toán phức tạp. Chẳng hạn như đối với một trụ cốt thép, bạn cần biết có bao nhiêu thanh cốt thép. Bạn cần biết các thanh này được bố trí theo bán kính phân bổ trung bình bao nhiêu. Lấy nó đưa vào công thức tính toán, nhận được bán kính tương đương. Và sau đó coi là bạn không có bất kỳ trụ cốt thép nào, mà chỉ có một thanh duy nhất với bán kính này. Và bạn có thể tính ra điện trở nối đất của trụ cốt thép bóng này với sai số không lớn. Đơn giản hóa một phép tính như vậy rất tiện lợi, rất dễ chịu. Và bạn sẽ không bao giờ nhận được sai số quá 10% trong cuộc đời. Còn về toàn bộ bê tông, ta có thể quên đi. Bây giờ là một bài toán phức tạp hơn. Bài toán phức tạp hơn nó sẽ như thế này. Khi các thanh của bạn không đối xứng, các bạn nhìn đây, tôi có một bộ 3 điện cực 1, 2, 3. Và bây giờ dòng điện trong bức điện cực này ở các đầu sẽ giống nhau, nhưng ở điện cực ở giữa nhìn chung dòng điện sẽ khác. Và câu hỏi đặt ra là một hệ thống như vậy có thể bằng cách nào đó tính toán, và tính toán nó như thế nào?
Hóa ra là chẳng có vấn đề gì ở đây. Bởi vì tổng của dòng điện của cả ba thanh này phải bằng dòng điện đầy đủ. Dòng điện của hai thanh ngoài cùng nó đây. Và bây giờ tôi viết biểu thức cho điện thế của thanh ở giữa dưới dạng hệ số điện thế từ các thanh bên ngoài và của bản thân nó. Và đối với giá trị trung bình cũng vậy. Thông qua các hệ số điện thế bản thân và lân cận của nó, tất cả các hệ số điện thế này tôi đã chỉ ra cách tính, chúng được viết ở đây. Kết quả là tôi nhận được một bảng như thế này. Tôi nhận được sự không đồng đều của phân bổ dòng điện. Đây là hoàn toàn tự nhiên và nó phụ thuộc vào thanh tiết điện nằm ở khoảng cách như thế nào. Thí dụ nếu những thanh 10 mét này nằm ở khoảng cách cứ cho là 1 mét như được hiển thị ở dòng trên cùng này. Mất mũi tên rồi. Rồi, cảm ơn. Nếu tôi lấy và viết các biểu thức này cho các thanh 10 mét ở khoảng cách 1 mét, phụ tải sẽ thực sự khác biệt đáng kể. Nhìn xem, ở các thanh bên ngoài sẽ có 40% dòng điện, còn tại thanh ở giữa sẽ có 20% dòng điện. Nhưng nếu tôi bắt đầu tách các thanh ra theo một khoảng cách được sử dụng trên thực tế, chẳng hạn giữa các thanh 10 mét tôi lấy khoảng cách ở đâu đó ở mức 5 mét thì phụ tải dòng điện của tất cả các thanh sẽ gần như giống nhau. Và điều này có nghĩa là tôi có thể tiến hành đối với các cấu trúc thực khi khoảng cách giữa các thanh có thể xấp xỉ với chiều dài của chúng. Tôi có thể giả định rằng dòng điện sẽ chạy trong mỗi thanh gần như giống nhau. Và khi đó, tôi có thể coi nhiệm vụ được đơn giản hóa và giả thiết rằng trong từng thanh có cùng một dòng điện chạy qua và chỉ tính đến ảnh hưởng lẫn nhau của các thanh. Sai số nhận được ở đây rất nhỏ, nên phép tính chính xác được màu đỏ và phép tính gần đúng được màu đen. Trên biểu đồ này, chúng hầu như không tách biệt khỏi nhau. Điều cuối cùng mà tôi nhất định muốn nói với các bạn là những điều sau đây. Tính toán các hệ thống nối đất lớn. Tính toán lưới nối đất. Việc tính toán các lưới, nếu được thực hiện với sự trợ giúp của máy tính, như tôi đã trình bày, nó sẽ được thực hiện mà không gặp bất kỳ vấn đề gì sau một thời gian mà tôi đã nói đến. Nhưng rất thường gặp chuyện máy tính này không nằm trong tay của kỹ sư và chưa có một chương trình như vậy trong tay. Và khi đó bạn cần sử dụng một công thức gần đúng nào đó. Công thức gần đúng Erlendorf-Lorentz đang dạo chơi vòng quanh thế giới và được viết ở dưới dạng này. Điện trở suất của đất chia cho căn của diện tích lưới và chia cho chiều dài của tất cả các điện cực tạo nên lưới. Công thức tính này được nhiều sổ tay tính toán khuyên dùng. Và tôi thậm chí biết rằng có những chương trình ở trên Internet mà trên thực tế không cho kết quả chính xác và chỉ cho một điều duy nhất. Theo công thức của họ, tính toán cho các lưới mà chúng lại không tồn tại trong chính công thức ấy. Hãy lưu ý, trong công thức này không có bán kính thanh dẫn của lưới và nó đúng. Bởi vì khi kiểm tra lại cho thấy rằng ảnh hưởng của bán kính này rất nhỏ. Và còn không có một điều nữa, nói chung chiều dài và chiều rộng của lưới không được định dạng ở đây. Hỏi rằng
Chiều dài và chiều rộng của lưới nếu được thay đổi thì kết quả tính theo công thức cần đúng này và theo công thức tính toán chính xác chúng sẽ khác nhau như thế nào? Công thức này có sai không? Chúng tôi đã kiểm tra lại trước hội thảo này. Hãy xem kết quả như thế nào. Tôi có thứ như thế này. Chiều dài của lưới là 100m và tôi thay đổi chiều rộng của lưới. Các bạn có thấy không? Như thế đấy. Điện trở lưới đất thay đổi như đường cong màu đỏ. Còn theo công thức Erdős-Lorentz là đường cong màu đen. Ở đây cho các lưới hình vuông sai số không lớn lắm, ta có thể không cần để ý đến. Nhưng nếu lưới của bạn không phải là điển hình, nếu lưới của bạn kéo dài theo chiều dài, thì bạn có thể mắc sai lầm. Đại khái là gấp khoảng 2 lần. Và khi bạn áp dụng công thức Lorentz, nó hoàn toàn có thể áp dụng được. Hãy lưu ý thêm rằng đối với lưới hình vuông nó sẽ không cho sai số. Đối với các lưới có chiều dài và chiều rộng khác nhau khoảng 2 lần, nó cũng sẽ sai không quá nhiều. Ở đây, nếu bạn ở tại vị trí này, nhưng nếu bạn kéo lưới thật dài thì chắc chắn sẽ bị sai, và sai rất đáng kể. Bây giờ có câu hỏi như thế này. Trong một số sách hướng dẫn, điện trở lưới đất của lưới được tính như sau. Đếm số phần tử của lưới này, đó là số thanh giữa hai nút giao cắt. Có thể có vài trăm phần tử như vậy. Người ta tính điện trở lưới đất cho một phần tử, sau đó chia kết quả cho số phần tử đếm được trong lưới, nhận được một giá trị rất nhỏ nào đó, rồi đem giá trị này hiệu chỉnh lại bằng hệ số sử dụng. Tôi muốn chỉ cho bạn thấy điều gì sẽ xảy ra với hệ số sử dụng này. Tôi có một lưới hình vuông như thế này. Chiều dài của lưới hình vuông. Đó, mũi tên của tôi lại đi đâu mất rồi. Nigel ra xem giúp tôi. Một giây thôi. Cảm ơn. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Nghĩa là tôi lấy một lưới hình vuông, rồi thay đổi chiều dài của nó và xem hệ số sử dụng bằng bao nhiêu nếu thực hiện bằng hệ số sử dụng. Hệ số sử dụng này nằm ở bên trái. Các bạn có thấy không? Đối với lưới có kích thước 100m, và đây là một kích thước khá điển hình của một lưới tích điện, hệ số sử dụng này ở mức 1% trở xuống. Bạn có thể hình dung được không? Bạn thực hiện phép tính, sau đó bạn nhận được các con số mà lại phải hiệu chỉnh lại với 100 lần. Điều này hoàn toàn vô lý, sử dụng công thức của Lorentz tất nhiên là nên rồi. Nhưng thực hiện tính toán lưới với sự trợ giúp của hệ số sử dụng, theo quan điểm của tôi, đó hoàn toàn là một sự bậy bạ. Điều cuối cùng, rất thường gặp chuyện người ta nói rằng tốt hơn là nên tính toán đối với đất hai lớp và đất nhiều lớp. Không nghi ngờ gì nữa, tốt hơn là nên tính toán đối với đất nhiều lớp. Tình huống đơn giản nhất là bạn có một số lượng nhất định đất có điện trở ρ1 và loại đất tiếp theo có điện trở ρ2. Và ví dụ, bạn đang ở trong đất có điện trở ρ1, dòng điện của bạn nhất định sẽ phải đi vào đất có điện trở ρ2. Có thể giải các bài tập như vậy không? Chắc chắn là có thể. Người ta giải các bài tập này theo phương pháp phản xạ gương. Đầu tiên là từ đây đến đây, sau đó lại từ đây đến đây, sau đó lại từ đây đến đây, sau đó từ đây đến đây. Và cứ tiếp tục như vậy.
Bạn nhận được cùng một hệ phương trình với các hệ số điện thế. Nhưng mỗi hệ số điện thế này được biểu thị dưới dạng một chuỗi vô hạn. Đối với các tính toán thực tế, khoảng 10-20 hàng của chuỗi này là đủ. Nhưng nếu lưu ý rằng bạn có nhiều hệ số điện thế và mỗi hệ số điện thế phải được coi là một chuỗi, còn ở bên cạnh có 20, 30, 40 chỗ khác, các phép tính nhận được như thế có thể dễ dàng được thực hiện bằng máy tính hiện đại, nhưng đừng bao giờ thực hiện chúng bằng thủ công. Và hy vọng rằng một phép tính như vậy có thể được thực hiện thủ công hoặc có thể thực hiện bằng một sự trợ giúp của một hệ số hiệu chỉnh nào đó, tất nhiên là phi lý. Bây giờ để kết thúc, tôi muốn nói với bạn điều sau đây. Một trong những chương trình có thể tính toán những gì mà tôi đã nói, chúng tôi đã bàn giao cho dự án RAND. Và tôi hy vọng rằng dự án RAND sẽ phát hành chương trình này dưới một dạng nào đó để sử dụng. Việc tính toán theo chương trình như vậy không có bất kỳ sự phức tạp nào. Nó hữu ích cho những người phải cân nhắc lại các phương án khác nhau. Trước tiên, bạn có thể hiểu được loại nối đất nào là hiệu quả và loại nào không hiệu quả, và nhờ đó tiết kiệm tiêu hao sắt thép. Bởi vì nếu tiếp địa được thiết kế không tốt, nếu hệ số sử dụng tiếp địa thấp, thì điều đó có nghĩa là bạn đang chôn sắt thép vào lòng đất theo đúng nghĩa đen của từ này. Và cuối cùng, điều thứ hai, tất cả các chương trình này không có ngoại lệ, đều phù hợp để tính toán địa áp bước và địa áp tiếp xúc. Tôi đã cố ý ở đây không nói bất cứ điều gì về cách tính địa áp bước và địa áp tiếp xúc, nhưng tính toán chúng là điều quan trọng. Và vì lý do như thế này, tất cả các tai nạn với người và gia súc xảy ra trong tự nhiên có đến 99% liên quan đến tác động của điện áp bước và điện áp tiếp xúc. Còn việc sét đánh trực tiếp vào người, đây là một điều kỳ lạ. Theo cách nhìn của tôi, không cần để ý đến nó. Đến đây, tôi xin kết thúc. Tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi, mặc dù tôi hiểu rằng đặt câu hỏi theo nội dung đã được trình bày và ở đây cơ bản là các công thức tính toán. Đây tất nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Nadezhda, chúng ta có câu hỏi nào không? Hay thế nào? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Đã có một câu hỏi, vật liệu của các điện cực nối đất ảnh hưởng như thế nào đến các tính toán? Cảm ơn bạn rất nhiều. Nói chung, bạn biết đấy, đây là một câu hỏi tuyệt vời. Đây là một câu hỏi tuyệt vời. Và đó là lỗi của tôi rằng tôi đã không đề cập đến nó. Đó là trong việc này, điện trở xuất của đất, đây là một giá trị ở mức 100 ohm. Giả sử nếu là đất đen, 70 ohm. Nếu là một số loại đất mùn ướt, nó là 200 ohm. Tức là các số liệu cho điện trở xuất của đất tốt là khoảng 100 ohm. Điện trở xuất của kim loại, ngay cả loại bình thường chất thép đen, là 10 mũ âm 7 ohm. Tóm lại, bất kỳ kim loại nào mà bạn muốn đều là vật dẫn điện tốt hơn đất khoảng 1 tỷ lần. Do đó, bạn lấy kim loại nào để tính toán đều không thành vấn đề. Tính toán điện trở nối đất không có sai số lớn. Bất kỳ kim loại nào cũng có thể được coi là chất siêu dẫn. Và vì lý do này, có thể được coi là rằng điện thế ở bất kỳ điểm nào trên điện cực nối đất của bạn ở chế độ tĩnh
đều cùng có giá trị như nhau. Do đó, theo nghĩa này, việc tính toán điện trở nối đất có thể được thực hiện trên giả thiết rằng tất cả các điện cực nối đất ở dòng điện không đổi đều có điện trở xuất bằng không. Điều này cần phải được trình bày trước. Đó là đồ của tôi. Có gì nữa ở đó không? Vâng, đồng nghiệp trở nên tích cực hơn. Các câu hỏi đã được gửi đến. Tính toán thép góc như thế nào? Thực hiện tính toán thép góc như thế nào? Vâng. Bạn biết vấn đề là gì? Đối với thép góc, tình huống như sau. Bạn muốn biết mắt kính tương đương cần đưa vào trong công thức tính toán. Ý ở đây là thép góc. Có nghĩa là bạn sử dụng thép góc. Trong hầu hết các sách tham khảo, bán kính này được lấy bằng một nửa kích thước góc. Tại sao không có bắt bỏ chét ở đây? Thực tế là bán kính được đưa vào dưới logarit. Với giá trị của bán kính này, nếu bạn để trong giới hạn 10%, sẽ không làm thay đổi nhiều. Bởi vì giá trị dưới logarit là chiều dài của điện cực chia cho bán kính, và bản thân giá trị thay đổi do bán kính, còn logarit của nó thay đổi rất nhỏ. Vì vậy, trong hầu hết các tính toán trên thực tế, họ làm thế này, thay vì chiều dài của góc, họ lấy bán kính bằng một nửa chiều dài. Bạn có thể làm theo cách sau nếu bạn muốn cái gì đó chính xác hơn. Bạn hãy tính diện tích mặt cắt của thép góc này, sau đó lấy bán kính tương đương của tiết diện này, bạn sẽ nhận được kết quả hầu như giống như vậy. Các câu hỏi đến dồn dập, vì vậy nếu có thể hãy trả lời ngắn gọn, khoảng cách tối ưu giữa các điện cực tốt nhất nên chọn như thế nào? Đó là bội số của chiều dài. Bội số nào? Đây là những gì tôi muốn khuyên bạn. Tôi sẽ khuyên bạn một điều như thế này. Không bao giờ lấy khoảng cách giữa các điện cực nhỏ hơn chiều dài của chúng. Trong trường hợp này, tất nhiên, điện cực của bạn sẽ tạo màn chấm. Nhưng như tôi đã trình bày trong phần tính toán, đã cho thấy các dòng điện trong các điện cực ở khoảng cách tương đương với chiều dài của chúng nhận được gần như giống nhau. Điều này có nghĩa là các điện cực hầu như không ảnh hưởng đến nhau. Quy tắc như thế, khoảng cách giữa các điện cực xấp xỉ chiều dài của chúng và nó khá phù hợp để làm các mạch nối đất thực tế. Vậy, ông khuyên nên sử dụng sổ tay hướng dẫn để tính toán các thiết bị nối đất. Gì cơ? Các loại sách hướng dẫn, sổ tay hướng dẫn để tính toán thiết bị nối đất. Dùng các sổ tay hướng dẫn sẽ rất tệ, bạn biết đấy. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị một bài báo mà dự án ZAN sẽ đăng trên trang web của nó. Tất cả mọi thứ mà tôi đã trình bày với các bạn, nhưng sẽ tỉ mỉ và chi tiết trong bài viết đó. Bởi vì nếu bạn cầm tất cả các loại sách liên quan đến tính toán địa trở nối đất, thông thường đây là các sách về an toàn điện. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy các phép tính chỉ thông qua hệ số sử dụng, và những phép tính này không ổn. Khuyên các bạn sử dụng chúng là không nên. Nhưng vấn đề thế này, tôi đã nói rằng tính toán điện trở nối đất và tính toán điện dung, đó hầu như là một phép tính. Việc tính toán điện dung và tính giá trị tỷ lệ nghịch với điện trở nối đất hoặc là một chia cho điện trở nối đất cũng đều là một. Và để làm việc này, có một cuốn sổ tay rất hay về tính toán điện dung do Yoshin viết. Còn tác giả thứ hai, rất tiếc là tôi không nhớ được. Nhưng nếu bạn lướt web, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy nó ở trên Internet. Ở đó,
nêu ra lý thuyết trước các phép tính. Một lý thuyết tính toán theo tôi là rất hữu ích. Dù sao thì khi tôi chuẩn bị chuyên đề về điện trở núi đất, tôi đã xem cuốn Yosem này nhiều lần. Câu hỏi có thể sử dụng điện trở suất tương đương để tính điện trở của núi đất trong rất nhiều lớp không? Tất nhiên rồi, chắc chắn là có thể. Hơn nữa, trên thực tế là người ta làm như thế. Bạn biết tại sao không? Rất nhiều lớp nói chung ở mức độ nào đó là một sự mê hoặc. Bởi vì phương pháp ước tính điện trở núi đất của các lớp đất này không hoàn hảo đến mức tôi có lẽ sẽ không làm theo cách khác, mà sẽ sử dụng phép tính theo điện trở tương đương. Bởi vì mọi thứ còn lại, với các phương pháp giải mã gần đúng của cả biến điện dọc mà dùng để xác định tất cả điều này, chỉ là bắt bỏ chép. Đặc điểm của việc tính toán các thiết bị núi đất trong đất đông băng núi Kiều. Không, thưa quý vị, không có đặc điểm tính toán đặc biệt nào trong đất đông băng núi Kiều. Điều duy nhất cần làm là coi đất đông băng núi Kiều như một môi trường hai lớp. Bởi vì có một môi trường nơi mà đất đã tan băng và có một môi trường mà đất vẫn đông băng mãi mãi. Vì vậy, nếu bạn lấy công thức tính toán cho đất hai lớp, nhập vào đó điện trở suất của lớp đất giã đông và độ sâu của lớp giã đông mà nó hiếm khi lớn hơn 1,5 m, còn tất cả mọi thứ khác còn lại chỉ là kỹ thuật tính tiêu chuẩn. Sử dụng các tấm kim loại lớn để nối đất có ý nghĩa gì không? Nghe đây, tôi sẽ trả lời theo cách này. Tôi thấy không có ý nghĩa gì khi sử dụng các tấm kim loại lớn. Nếu tấm kim loại lớn ở chỗ bạn là tự có, đó là thế này. Bạn có một tòa nhà cao tầng đang xây dựng. Ở tòa nhà cao tầng này có một móng bạt lớn. Móng bạt này được làm bằng bê tông cốt thép thông thường. Khối cốt thép của bê tông cốt thép này, về bản chất thực tế, nó hoàn toàn tương đương với một tấm thép như thế. Khi đó, vâng, tấm này nên được sử dụng như một tấm điện cực nối đất. Nhưng nếu bản thân bạn muốn đặt một tấm kim loại như vậy, thì khoảng 95% kim loại bạn sẽ lãng phí một cách vô ích. Bởi vì nếu tính toán cho một tấm như vậy, hãy lấy lưới và bắt đầu giảm kích thước các mắt lưới của nó. Còn các kích thước bao bên ngoài hãy giữ nguyên. Bạn sẽ thấy rằng sau khi bạn đã đi được một khoảng cách nào đó, việc giảm kích thước các mắt lưới sẽ hầu như không còn ảnh hưởng đến điện trở núi đất nữa. Điều này có nghĩa là kim loại mà bạn đặt xuống không đem lại lợi ích gì. Điều này chắc chắn là không đáng làm. Nhưng nếu nó là tự có thì cảm ơn Chúa. Cũng có một câu hỏi về phương pháp như vậy mà ông đã nói về nó. Các điện cực núi đất sâu có tính được không? Tiếp về sâu, hãy xem. Bây giờ tôi sẽ lật lại các slide tới trang trình bày này. Xin chờ tôi một giây để tôi lật lại các slide. Đây rồi. Các bạn hãy nhìn xem. Những gì được viết ở đây không có hạn chế nào với giá trị của H cả. Bạn có thể tính toán bằng các công thức này cho bất kỳ điện cực núi đất nằm sâu nào. Không có hạn chế nào ở đây.
Chỉ có một điều là địa chỉ xuất của đất cần được đặt như là địa chỉ tương đương cho vị trí nơi đặt điện cực nơi đất. Mọi thứ khác đều đáp ứng. Có một câu hỏi, có nên tính độ ẩm của đất theo độ sâu không? Bạn hiểu không, vấn đề như thế nào? Theo lý thuyết mà chúng ta đang phân tích và không còn cách nào khác, chúng ta mổ xẻ bằng giá trị điện trở xuất của nơi đất. Tất nhiên, nó phụ thuộc vào độ ẩm mà bạn có thể tính đến sự phụ thuộc này bằng cách đưa vào điện trở nơi đất khác nhau và các điện trở tương đương khác nhau của nơi đất ở các độ sâu khác nhau của các lớp đất. Nhưng hiện diện độ ẩm trong phương pháp tính toán lý thuyết của điện trường dòng điện một chiều tất nhiên là không thể. Nó hiện diện chỉ ở trong giá trị điện trở xuất của đất, trong rho. Ở đó đã tồn tại độ ẩm này. Như vậy, còn có câu hỏi, ở công trình sử dụng các cọc kim loại, ống dẫn và để chèn khít chúng sử dụng hỗn hợp xi măng nhớt, có thể bỏ qua lớp vật liệu xung quanh này và coi điện cực nơi đất như là nó nằm trong đất được không? Tôi cho là được. Tôi cho rằng nó có thể sử dụng được, bởi vì tôi không hình dung được cho mình điểm này. Rốt cuộc, hỗn hợp đông cứng này chắc gì sẽ chiếm kích thước lớn hơn 1-2 mét. Điều như vậy là không thể. Và nếu đúng như vậy, thì độ ẩm có trong lớp đất xung quanh sẽ xâm nhập vào hỗn hợp này. Và nếu bạn biết định trở xuất của đất, thì bạn có thể yên tâm coi là chỗ bạn không có bất kỳ loại hỗn hợp xi măng nhớt nào, mà chỉ có đất ở những chỗ đó. Tôi tin rằng điều đó là chính xác. Như vậy, còn có câu hỏi về sự khác biệt điện áp trên các nơi đất không kết nối với nhau. Xác định nó như thế nào giữa hai hệ tiếp đất không kết nối với nhau? Xin một lần nữa cảm ơn cho một câu hỏi tuyệt vời. Bạn biết đấy, thực sự là một câu hỏi rất hay. Điều này được thực hiện như sau. Cứ coi là một nối đất chung. Một hệ nối đất mà bạn đã đưa dòng điện vào và hệ nối đất thứ hai không có dòng điện nào ở trong đó. Có nghĩa là có dòng điện trong các điện cực của nó, nhưng tổng các dòng điện của các điện cực này phải bằng không. Hiểu là bởi vì không có dòng điện chạy đến hệ nối đất bên cạnh. Và vì thế bạn viết một hệ phương trình và coi là tổng các dòng điện trong hệ nối đất không bằng không, mà nó bằng dòng điện chạy đến đó. Còn trong hệ nối đất bên cạnh có các dòng điện trong các điện cực, nhưng tổng của các dòng điện này bằng không, bởi vì dòng điện không chạy vào đó. Và nếu bạn giải một hệ phương trình như vậy thì bạn sẽ tìm thấy hai thứ. Và bạn sẽ tìm thấy điện thế của hệ nối đất khác mà không thoát dòng điện vào đất, nhưng tồn tại như vậy một phần tử thụ động trong đó. Ở chỗ chúng tôi có một chương trình đặc biệt cho phép thực hiện việc này một cách tự động đơn giản. Nếu bạn thực sự cần giải quyết vấn đề này vì một mục đích nghiêm túc nào đó, tôi khuyên bạn nên ghi lại số điện thoại mà tôi sẽ đọc cho bạn ngay bây giờ. Và chúng tôi sẽ giúp bạn trong câu hỏi hôm nay. Bởi vì câu hỏi này rất chuyên nghiệp. Số điện thoại như thế này. 495 mã Moscow 770 31 59.
Tôi sẽ lặp lại 770-3159 một lần nữa. Đây là số điện thoại cá nhân tôi. Vui lòng không gọi cho tôi vào thứ sáu. Tôi hầu như không bao giờ đến văn phòng của tôi vào hôm đó. Chúng tôi có chương trình và chúng tôi chuyên giải quyết vấn đề này. Tôi có thể nói với bạn điều sau đây chỉ để giúp bạn hiểu được trọng tâm của vấn đề. Nếu các hệ nối đất được đặt cách nhau 20 mét và có diện tích tương đương nhau, thì ở đó có thể chạy lan tới nhau hàng chục phần trăm dòng điện mà bạn thoát nó xuống đất, nghĩa là ảnh hưởng đáng kể. Có câu hỏi nào khác không? Có câu hỏi: đối tượng nằm trên một tảng đá, tiếp đất được thực hiện dưới dạng hai tấm thép thả xuống nước, tính toán như thế nào? Câu hỏi này có hai câu trả lời. Câu trả lời đầu tiên là điện trở nối đất cho dòng điện một chiều. Nếu đây là điện trở nối đất đối với dòng điện một chiều, thì khi bạn thả một dây dẫn dài từ núi đá xuống nước, điện trở của bản thân dây dẫn này từ núi đá xuống nước không thực sự quan trọng. Và khi đó, bạn chỉ cần tính toán điện trở nối đất của tấm. Nói thêm là nó được viết trong tất cả các sách tham khảo. Bởi vì có điện trở nối đất của điện dung, và nếu có cách tính điện trở của điện dung thì tấm thép được tính theo cách tương tự. Vì vậy, trong tất cả các sách tham khảo đều có điện trở nối đất của tấm. Và lấy điện trở xuất của nước. Điện trở xuất của nước phụ thuộc vào loại nước. Bởi vì nếu nước này là, ví dụ nước ở Moscow thì nó sẽ xấp xỉ 20 ohm. Nếu nước ở Saint Petersburg mềm hơn, giá trị này sẽ xấp xỉ 40 ohm. Và nếu đây là nước biển đen ở Crimea thì nó sẽ là khoảng 2 ohm. Bạn sẽ tìm ra điện trở nối đất của nước ở trong bạn và đơn giản là tính toán. Nhưng câu trả lời thứ hai, nếu nối đất này được sử dụng để thoát dòng điện sét, khi đó các vấn đề là rất nghiêm trọng. Vấn đề rất nghiêm trọng vì lý do sau đây. Nếu núi đá của bạn cao, cứ cho rằng nó có chiều cao 100 mét, thì trong trường hợp này sóng dòng điện đi đến nối đất với tốc độ 300 mét trên microgiây, có nghĩa là nó sẽ chạy qua 100 mét này trong khoảng 1/3 microgiây. Và trong khoảng thời gian 1/3 microgiây này, điện trở nối đất của dòng sét sẽ bằng điện trở sóng của dây dẫn nằm lơ lửng trong không khí. Đó là khoảng 300 ohm, tối thiểu là 200 ohm. Khi mà sóng chạy đến mặt nước và rồi ngược trở lại, chạy thêm 1/3 microgiây nữa, thì chỉ khi đó tia sét mới cảm nhận được rằng điện trở nối đất đã giảm đến giá trị mà nó có. Quá trình này xảy ra với độ trễ khoảng 2/3 microgiây. Trong khoảng thời gian này, dòng điện sét có thể tăng đến giá trị cực đại tuyệt đối, hoàn toàn có thể lên đến giá trị lớn nhất. Điều này có nghĩa là hệ thống nối đất của bạn sẽ hoạt động với độ trễ như vậy. Điều này rất không hay nếu nhìn từ góc độ kỹ thuật an toàn và từ góc độ của việc bảo vệ thiết bị mà nó được đảm nhận. Vì thế, vấn đề bạn hỏi có hai câu trả lời. Một đồng nghiệp khác đã nghe nói về phương pháp khoa học, đó nghĩa là họ cho nổ ra một cái hố nào đấy mà sau đó đổ vào một chế phẩm hóa học. Đến khi nó đông đặc lại, hiệu quả của nó đến đâu? Tôi cũng nghe nói về phương pháp khoa học này. Tại hội nghị gần nhất về chống sét, một trong những công ty Nga của chúng ta đã đề xuất
làm theo những gì bạn nói, nhưng đơn giản hơn một chút. Họ khoan một lỗ khoan, bơm vào đó dưới áp lực một hỗn hợp bao gồm than chì và các thành phần kết dính. Kết quả là tạo ra một quả bom có kích thước vài mét trong lòng đất, được sử dụng như một mảnh nối đất. Họ quảng cáo những thứ của mình và tin rằng quả bom này tồn tại rất lâu và ít nhất trong một số năm nhất định, khoảng 10 năm. Nó có thể được sử dụng như một nối đất bằng kim loại. Điều này bạn không thể phủ nhận nó. Có một điểm thứ hai như thế này. Khi bạn đổ một loại hỗn hợp chất lỏng nào đó vào hố đào sẵn này, và hỗn hợp chất lỏng này có điện trở nối đất rất thấp, bạn thực sự nhận được nó. Nhưng sự khuếch tán của các thành phần chất lỏng trong đất sẽ diễn ra khá nhanh. Tôi nghi ngờ rằng vào mùa giông bão tới, bạn sẽ chỉ còn lại rất ít hỗn hợp chất lỏng này. Đây là câu trả lời mơ hồ như thế. Bởi vì tôi không biết bạn đang nói về thiết bị cụ thể nào. Có một câu hỏi tiếp theo về câu trả lời của ông về việc nối đất đặt trong nước. Tình huống tương tự như thế, nhưng là đối với tòa nhà cao tầng khí cổ thu lôi nằm trên nóc tòa nhà đó. Tình huống hoàn toàn xảy ra tương tự với tòa nhà này, nhưng có một thời điểm khá nghiêm trọng. Đây là thời điểm dòng điện tại tòa nhà không chạy qua một dây dẫn xuống, mà qua số lượng rất lớn các thanh cốt thép bằng kim loại. Và do đó, lực cản của sóng cho đến thời điểm di chuyển của chính sóng này, nó sẽ không còn là 200 ohm nữa, nó sẽ ít hơn đáng kể, nó sẽ ở mức vài chục ohm. Đây là trở kháng đặc trưng của tòa nhà. Không có gì đặc biệt khủng khiếp trong việc này. Và kinh nghiệm sử dụng trong các tòa nhà cao tầng, cả nước Nga của chúng ta, và cả Mỹ và bất cứ nước nào bạn muốn, nói lên rằng không có vấn đề gì đặc biệt ở đây. Và tôi đã cố gắng để không bỏ sót các câu hỏi. Câu hỏi cuối cùng, làm thế nào để thực hiện nối đất ở mỏ đá, nơi có vách đá sâu đến 100 mét? Bạn có biết vấn đề là gì không? Có hai lựa chọn. Phương án thứ nhất như thế này. Thực hiện nối đất từ xa bên ngoài mỏ này. Nhưng vấn đề sẽ giống như trên. Chiều dài của dây dẫn đến các thiết bị nối đất sẽ ở mức hàng trăm mét. Và nối đất này sẽ làm việc với độ trễ. Điều này rất quan trọng đối với dòng điện sét. Còn đối với độ an toàn điện, khi dòng điện lan truyền thông thường không có gì đáng ngại. Và phương án lựa chọn thứ hai là khoan sâu xuống. Bởi vì bạn có thể đổ đất phủ lên, và hơn thế nữa, bạn có thể lấy đất mượn phủ lên bề mặt. Tôi đã chứng kiến tận mắt nơi đất mượn có kích thước xấp xỉ như sau lấp lên. Độ dày của lớp đất đắp khoảng 3 mét, được vận chuyển bằng xe ben. Diện tích khu đấy là 0,5 x 0,5 km. Và một nối đất đã được lắp đặt ở đó. Nó nằm ở biên giới Phần Lan, nhưng là rất tốn kém. Tôi còn biết một nơi nữa trong vùng Jiguli, ở vùng Samara, khi họ làm một trong những khu dân cư, hóa ra phần đất được giao chỉ là đá và cần phải là nối đất trạm biến áp và nối đất an toàn điện. Họ đã có một tàu cuốc ở sông Volga. Họ dùng tàu cuốc
tạo nên một lớp đất đệm dày 4 mét trên nền đá này. Lại là rất tốn kém. Nhưng mà làm thế nào để rẻ hơn thì tôi không biết. Có văn bản quy định nào quy định về kích thước của nền đá hay sỏi cần san lấp đất lên không? Tôi không biết điều này. Và còn câu hỏi, có thể hay không tính đến các hệ số theo mùa? Hệ số theo mùa có thể và cần được tính đến. Nhất định có thể và cần phải tính đến. Và hệ số theo mùa là thứ như thế này. Các bạn có hiểu không nó là gì? Hệ thống nuôi đất của bạn có kích thước hình học càng nhỏ thì hệ số theo mùa đối với nó càng có ý nghĩa. Điều này đã được thảo luận tại hội thảo lần trước. Và tại buổi hội thảo lần trước, tôi đã cố gắng trình bày về điều gì xảy ra với hệ số mùa trong trường hợp nuôi đất có diện tích nhỏ và khi nuôi đất có diện tích lớn. Đối với hệ thống nuôi đất diện tích lớn, hệ số theo mùa được quy về khoảng 10, lớn nhất là 20%. Ý tôi nói ở đây là mạch nuôi đất với kích thước, chẳng hạn 200 x 200 mét, mạch nuôi đất trạm biến áp, mạch nuôi đất nhà máy. Nhưng nếu nuôi đất chỉ là hai cọc đóng xung đất thì hệ số theo mùa của điện trường nuôi đất sẽ ở mức vài lần. Công ty mà chúng tôi cùng các bạn đang làm việc trên Internet đã thực hiện các phép đo như vậy bằng cách chôn một thanh dài 3 mét xuống đất trong điều kiện nước Nga của chúng ta. Công ty đã theo dõi nuôi đất này trong cả năm. Trong năm đó, sự thay đổi theo mùa xảy ra trong giới hạn xấp xỉ 2 lần ở vùng ngoại ô Moscow. Đây là dự án Rand đã làm và chưa công bố kết quả này. Cảm ơn vì sự theo dõi của các bạn. Tôi rất muốn được nghe tất cả những lời chỉ trích của các bạn. Vì Chúa, đừng xa giao được không? Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn, hãy nói về điều đó. Và còn nữa, bây giờ chúng tôi có ý tưởng tập trung vào việc chống xét cho các đối tượng hoàn toàn cụ thể trong công nghệ của chúng ta. Bạn đối với ý tưởng này thấy như thế nào? Thích hay không? Nếu bạn cũng bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này, chúng tôi cũng sẽ rất cảm ơn bạn. Một lần nữa, cảm ơn vì sự chú ý của các bạn. Các bạn thấy đấy, ở trong chat đã xuất hiện các đường link và các form để các bạn điền vào trong đó. Mong các bạn điền vào nội dung yêu cầu và có thể gửi thêm các câu hỏi mà chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho các bạn bằng văn bản chi tiết sau.